Kim Phượng SP Channel xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, nhân buổi dạ tiệc gây quỹ của Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam Cozinam ngày 12 tháng 12 năm 2017, cụ tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đến từ Paris đã kể lại những cực hình trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Lúc còn trong nhà tù, quý vị có tưởng tượng được là trong một cái trời giá buốt rất là lạnh, mà tôi, người ta chỉ cho mặc một bộ đồ mong manh và cùng chân. Và mục đích người ta làm như thế để rồi buộc tôi phải cúi đầu nhận tội. Và tất nhiên thì tôi đã không bị khuất phục về những cái điều như thế. Còn trong cuộc sống thì tôi được chứng kiến cảnh những người tù bị đánh chết, bị giam cầm đến chết ở trong trại giam. Nhưng người ta lại bó lên xe rồi chở ra ngoài bệnh viện và lập một cái biên bản là chết tại bệnh viện. Mà người lúc đó chỉ được đối bằng một tờ giấy, rồi họ gọi gia đình lên ký biên bản, thế là trại giam hết trách nhiệm. Và điều mà làm cho tôi cảm thấy là khó khăn để vượt qua cũng như là khổ đau nhất, đó là những hình thức tra tấn về tinh thần. Quý vị biết là trong suốt 6 năm tù tôi không được gặp gia đình, và cho đến thời điểm này tôi đang đứng ở đây thì tôi cũng chưa được một lần trực tiếp gặp gia đình, mặc dù là Đại sứ quán EU có can thiệp cho tôi được gặp một lần trước khi rời Việt Nam. Và phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đồng ý cho gặp, nhưng trước khi tôi rời Việt Nam 2 tiếng đồng hồ thì họ liên lạc với gia đình tôi, trong khi gia đình thì cách nơi tôi giam giữ là trên 1.500 km. Bởi vậy đó là cái trò, gọi là cái trò thủ đoạn của những người Cộng sản mà họ đang còn cai trị ở trên đất nước Việt Nam, thì tôi cũng chưa biết ngày nào và đến bao giờ thì tôi mới gặp được gia đình tôi. Vậy thưa quý vị, là trong nhà tù tôi không khuất phục, và ra khỏi tù thì tôi càng phải đấu tranh tiếp, bởi vì còn rất nhiều bạn bè và chiến hữu của tôi cũng đang ở trong nhà tù. Và tôi cũng thay lời cho những người tù ở trong Việt Nam xin gửi đến tất cả quý vị và cũng là Cozinam lời cảm ơn, và cũng muốn nói một thông điệp rằng họ rất cần sự lên tiếng của quý vị. Thời gian đến Paris cũng đã là 11 tháng rồi. Mọi giấy tờ của tôi thì đã ổn định, và sức khỏe thì cho đến bây giờ tôi thấy là nó đã hồi phục được khoảng 90%. Và quý vị biết thì thời gian qua tôi cũng đã đi được khá là nhiều nơi, cho nên là điều đó cũng chứng tỏ sức khỏe cũng có thể là bảo đảm được để tiếp tục đấu tranh. Vâng, phái đoàn đi Quốc hội Âu Châu từ ngày 21 đến ngày 23. Chúng tôi đã gặp 6 vị đại biểu Quốc hội Âu Châu. Cái mục đích thì đó là trong cái chiến dịch mà ngưng đàn áp, thì quý vị đã biết là có rất là nhiều tổ chức, trong đó có hơn 10 tổ chức là cùng tham gia. Thì ba tổ chức chúng tôi là gồm có Việt Tân, tổ chức phóng viên không biên giới, và một tổ chức luật sư để bảo vệ cho luật sư ở Hà Lan cùng đồng hành. Và chúng tôi đi cái dịp này là trước cái cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Âu Châu với lại Việt Nam. Cho nên chúng tôi cất bước đến để rồi đưa cho họ những cái thông tin về nhân quyền thực tế đang xảy ra tại Việt Nam. Đặc biệt là từ đầu năm 2017 đến nay thì nhà cầm quyền Việt Nam đã liên tục đàn áp và bắt bớ rất là nhiều người, trong đó có cả những luật sư. Thì chúng tôi một mặt khác nữa là cũng muốn gặp những vị đại biểu mà có liên quan đến vấn đề thương mại là một, môi trường là hai, để gửi đến họ những cái thông tin về Formosa cũng như là cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sắp được ký kết, để họ biết được rằng vấn đề Việt Nam không phải là chúng tôi ngăn cản hay là cản trở cái thương mại đó, mà chúng tôi chỉ muốn rằng là trong phát triển thương mại cần phải đặt vấn đề nhân quyền vào, bởi không có vấn đề nhân quyền thì các cái lợi ích mà giá trị mang lại từ cái hiệp định thương mại chỉ là được một bộ phận nhỏ cho những con người có quyền lực ở trong cái nhà nước Cộng sản Việt Nam thôi, người dân thì không được hưởng. Và chúng tôi cũng nhắc lại với họ là trước đây Ủy ban Âu Châu
Quốc hội Âu Châu đã có một cái nghị quyết về vấn đề nhân quyền của Việt Nam, và chúng tôi cũng thúc đẩy để rồi hy vọng họ sẽ ra một cái nghị quyết sắp tới. Và trong cái chuyến gặp đó thì cũng đã mang lại được khá nhiều cái kết quả, đặc biệt là có những cái cuộc hẹn và có những cái dự định là có thể là chúng tôi sẽ tiếp tục để rồi có được cuộc điều trần tại Quốc hội Âu Châu. Kim Phương Hoàng Vân, tường trình từ Hansakone, Thụy Sĩ.